Chào các bạn nha, bữa nay mình sẽ nấu món khổ qua rồi cá thác lát nha các bạn. Các bạn làm với mình nha. Bây giờ mình sẽ cắt khổ qua đây mấy bạn. Giờ mình sẽ đánh cá nha các bạn. Mình cho cá thác lát vô nha. Mình bỏ thịt vô luôn nha. Giờ mình quét được nửa tiếng rồi các bạn. Mình thấy cho nó sệt sệt rồi là nó dai rồi các bạn. Giờ mình đã lấy ủ qua mình nhồi vô nha. Ủ qua mình đã. Bây giờ mình trần ủ qua cho nó khỏi bị đắng nha các bạn. Mình nấu nước sôi, mình bỏ vô xíu muối, mình đổ ủ qua vô nha. Trần 5 phút nha các bạn cho nó khỏi bị đắng, nước đắng nó ra nha. Giờ mình sẽ nhồi thịt cá thác lát vô ủ qua nha mấy bạn. Bây giờ mình còn chả cá nhiều các bạn, bây giờ mình làm chả cá luôn nha. Bây giờ mình cho xíu dầu vô cái này nha. Bạn xo ra nha. Bạn dít miếng chả cá. Bỏ vô đây nha các bạn. Bây giờ mình đã nhồi thịt vô ổ qua xong rồi mấy bạn, với lại chả cá mình đã làm xong rồi nha. Bây giờ mình đem đi nấu nha mấy bạn. Bây giờ mình nấu nha mấy bạn ơi. Mình cho vô miếng dầu nha. Giờ mình cho nước vô các bạn. Nước sôi mình cho ổ qua vô nha các bạn. Giờ mình chiên chả cá luôn các bạn. Mình cho chảo khô nha. Mình sẽ chiên chả cá nha các bạn ơi. Giờ mình cho chả cá vô nha. Thank you.
giờ mình chiên để một mặt nó giòn để nha mấy bạn. Bây giờ nó dằn đều hai bên rồi mấy bạn, giờ mình sẽ gấp ra nha. Bây giờ mình nấu xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình ăn nha các bạn, mời các bạn ăn chung với mình nha. Caramel ăn chung với mình, caramel món chả cá cả nhà, chả cá thắt lát cả nhà. Món lắm cả nhà. Dàn đều ha. Quá ngon không? Chín giờ không qua, chín giờ. Hầm lâu rồi mà. Gà rồi anh luôn. Nó muốn ăn lúa rồi mình ăn nữa. Chả cá ngon lắm cả nhà, rất lát luôn. Rồi mình thử miếng khổ qua nồi nữa nha. Nha. Mày đồ ăn luôn hả gà? Đi xuống con, đi đi. Dục nó xuống dưới đất đi. Đi xuống, đi. Ô qua. Chim ngon á. Ừ. Đi con, đi đường đi con. Ơi. Ăn giờ mổ à. Các bạn ngon ra. Cô ăn ngon quá. Ngon. Video đây kết thúc nha mấy bạn. Hẹn gặp lại mấy bạn trong các clip sau nha mấy bạn. Mấy bạn xem hay nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Để cho mình một like nha mấy bạn. Bye bye, chào cả nhà. Tạm biệt mấy bạn.